Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hôm nay tôi tiếp tục đọc cho quý vị nghe Đạo Nghiệp Hộ của Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Đây là phần Tân Pháp Tu Tịnh. Ngày 18 tháng 12 năm Ất Sửu, Đức Chí Tôn dạy Ngài Phạm Công Tắc nghĩ việc đời mà lo hành đạo. Tắc có tuân mạng thầy chăng? Con sắp đặt hoàn thành rồi, thối chức. Đạo Sử quyển nhất trang 46. Ngày 1 tháng 12 năm Ất Sửu, Đức Chí Tôn dạy hai vị cư tắc về nội giáo tâm truyền hay thiền định như sau: thành tâm niệm Phật, tịnh 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 tịnh, tịnh là vô nhất vật, thành tâm hành đạo. Thất nương khuyến khích: em xin hai anh gắng công học đạo, dưỡng luyện tinh thần, các ngày sau đắc đạo. Coi bổn sự làm trọng, đừng ham luyến hồng trần mà phải đọa. Chỉ bốn câu đã nêu rõ tính cách luyện theo đạo mới: tâm thiện niệm, tĩnh lặng, vô nhất vật và tự hành pháp. Thứ nhất, câu 1: tâm thiện niệm. Sau khi dân tân vũ trong tứ thời thì niệm danh thầy Phật trên các Phật là đủ, thì danh thầy có đủ tam giáo. Câu 2: tĩnh lặng. Tĩnh là tâm bên ngoài không sao động, bên trong chẳng so hơn tính thiện, tức bên trong bên ngoài chẳng lạc là tịnh. Khi tịnh giác quan, ta vẫn nghe, vẫn thấy, nhưng phải tỉnh táo để tâm khỏi bị ngoại vật lôi cuốn, mà nghe như không nghe, thấy như không thấy. Nếu tịnh mà tâm viên ý mã là sai. 3. Tâm vô nhất vật. Nguyên văn câu mà Lục Tổ Huệ Năng được truyền y bác là: bản lai vô nhất vật. Ngài nói tâm vốn là vọng, dậy khởi phân biệt là hư giả, nên tịnh chỉ cần không vọng là đủ. Không vọng thì động tự lắng xuống, tâm an nhiên, tự tánh thanh tịnh. 4. Tự hành pháp. Chân tu là tự tịnh luyện một mình sau khi được chân sư chỉ dẫn. Hành pháp tự tu, tự thành, biết được tính giác thường hẳn là pháp có, ấn chứng thiên liên. Ngày 16 tháng 1 năm 1926, Quý Cao Giáng Đàn dạy cho hai vị cư tắc biết: đã từ lâu không dám nói vì em còn phải tu như hai anh vậy. Không dám nói vì hai anh có thầy, em không dám lậm ngôn. Rồi Ngài Quý Cao tặng hai ngài bài thơ khuyến tu: tu như cỏ úa gặp mùa sương, đạo vốn cây che mát mẻ vườn, một kiếp muối dưa muôn khiếp hưởng, đôi năm mệt nhọc vạn năm thường. Có thần nuôi nấng thân càng mạnh, luyện khí thông thương khí mới tường, nhập thế lòng trong dình tịnh mẫn, nguồn tiên ngọn Phật mới nhầm phương. 27 tháng 1 năm 1926, khai đàn tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cư, thất nương giảng dạy tam vị thiên sứ: em xin quý anh coi lại đời là thế nào. Bóng phù du sống còn phấn mất, còn hơn kiếp con người thì nó sống ngắn ngủi nhường ấy. Nhưng mà lúc sống còn có cái sắc, chớ đời người sanh ra chỉ để thụ khổ mà thôi. Chung quy dù sống trăm tuổi, chưa một điều đắc chí, chết đã hết. Cái đời tạm này sách Phật gọi là khổ hải. Em xin quý anh coi lại trường sanh của mình làm trọng. Đã vào đường chánh, cứ do đó bước tới ngoài thì trở về cụ vị đặng. Ngài Lê Văn Trung còn nghi ngờ nên hỏi thất nương:
có chuyên niệm đạo cùng chăng, xin em mách dùm. Bà Thất Nương đáp: đã gặp đạo đức tức là có chuyên phần, ráng tu luyện, xin tu thành, biến thì đọ, liệu lấy răng mình. Đức Lý Thái Bạch cảm ứng khác giọng của ngài Lê Văn Trung giảng đạo về tân pháp như sau: có công phải biết gắn nên công, công phu tu tánh đã xong tới luyện lòng, tất tâm. Kinh sách đầy đầu chưa thoát tục, đơn tâm khó thiền định lấy chi mong. Hôm sau Đức Chí Tôn dạy thêm nhóm phổ độ. Một ngày thon mỏng một ngày qua, tiên Phật nơi mình chẳng ở xa. Luyện đạo tinh thông muôn tuổi thọ, cửa thuyền xích nhập cũng như nhà. Cương tỏa đương thời đã giải dây, đừng mơ quan nghiệt mặc một đời này. Hữu duyên độ thấu nguồn chân đạo, tu niệm khuyên bền khí khéo lai. Những lời dạy về tâm pháp tu chân của các đấng nêu trên đã đánh tan dư luận cho rằng Tòa Thánh Tây Ninh không có tịnh luyện. Ta có thể kể các tịnh thất như Thảo Xá Hiền Cung năm 1927, Trí Huệ Cung 1950, Trí Giác Cung 1948, Vàng Pháp Cung 1963, rất nhiều vị tu thành chánh quả. Sở dĩ phần phổ độ lớn hơn phần vô vi là theo thánh ý, đại ân xá phải độ dẫn chúng sanh trước, có nhân sanh mới có người tịnh luyện, lần bước vào thời kỳ đạo tâm như Đức Đài đã tiên khải. Nếu xét về bình diện lịch sử, tôn giáo Cao Đài là đạo trong nước nên đã mang đậm sắc thái truyền thống Việt Nam về y phục, về lễ nhạc, nhất là tam giáo đồng nguyên của thời đại Lý Trần. Tinh thần dân tộc phát triển trong thế kỷ thứ 13 đã góp phần hình thành tư tưởng thiền Việt Nam, biến chuyển thành thiền Trúc Lâm. Tuệ Trung Thượng Sĩ phản đối tọa thiền, tư tưởng thân dân đời nhà Trần là muốn giảm nhẹ sự đau khổ của con người trong đời sống thực. Thiền Trúc Lâm tô đậm nét nhân ái, không giảm đến yếu thế, xa lánh cuộc đời, đó là thiền nhập thế. Điểm rất hơn nổi bật của thiền Trúc Lâm: bài thức ngôn bát cú trên do Đức Chí Tôn ban cho, phản ánh đầy truyền thống thiền Trúc Lâm. Đức Chí Tôn còn nhấn mạnh tiên Phật nơi mình chẳng ở xa. Như vậy thiền trung đạo Cao Đài là thiền nhập thế, thiền cơ phổ độ. Nếu cưỡng chế ra ngoài, thiền nhập thế có nghĩa là ra ngoài truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Vả lại trong luật tam thể, bà Bát Nương giảng dạy khá rõ ràng về phép tịnh như vậy. Đừng lầm tưởng là phải yên tịnh một nơi mới thâu nên kết quả. Mấy em tập thể nào mà tầm cho được cái tịnh ở trong cái động thì mới nên đó. Bằng chẳng vậy, quý vị sẽ vừa theo nơi an tịnh riêng mình. Nói rõ cho dễ hiểu hơn là chân thần muốn tịnh lúc nào cũng được, chẳng nệ động tiếng ồn ào, việc làm bề bộn. Rõ ràng bà Bát Nương dạy nhân sanh về thiền nhập thế. Theo lịch sử Đông Thiền Phổ Độ cùng tác giả, đêm 30 tháng 12 năm Ất Sửu, theo lời dạy của Đức Cao Đài, quan phủ Ngô Minh Chiêu đi với hai ngài cư tắc đến nhà mỗi vị để mừng xuân. Đến nhà ai thì cặp cư tắc Hòa Loan trước hết là nhà ông Phán Võ Văn Sanh, sau cùng là ngài Lê Văn Trung, mỗi người đều được một bài thơ
tứ tuyệt mà bài của Ngài Phạm Công Tắc như vậy. Ngao ngán không phân lẽ thiệt không, thấy thằng Áp Út quá buồn lòng. Muốn giàu thầy hứa đem cho của, cái của cái công phải trả đồng. Khuya mồng một Tết, đấng cao đài giảng dạy. Hôm nay là ngày trọng đại, thầy chính thức khai đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cứu vớt 92 ức nguyên sanh đang bị đọa trầm luân. Phụng gái non nam đạo trổ mồi, trổ mồi nhân loại bốn phương trời, trời Âu biển Á chờ thai sắc, sắc trắng mây lành phả.